Thưa quý vị, hiện nay trên các trang mạng xã hội, người dân chia sẻ cho nhau về cách làm long đờm hiệu quả ở bệnh nhân sau mắc COVID-19. Đó là uống nước lá mùi tàu. Vậy, thực hư của việc uống nước lá mùi tàu làm long đờm thế nào? Mùi tàu còn có tên gọi khác là mùi gai hoặc ngò tây. Loại rau thơm góp phần tạo nên món ăn hấp dẫn và nhiều hương vị. Bên cạnh đó, loại rau thơm này còn có công dụng chữa một số bệnh hiệu quả. Không chỉ giúp thơm miệng, rau mùi tàu, loại rau gia vị hàng ngày còn là vị thuốc tốt được dân gian và đông y sử dụng từ lâu đời. Các kết quả và nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy trong lá và rễ mùi tàu có hàm lượng tinh dầu cao. Hạt mùi tàu giàu canxi, sắt, phốt pho, caroten và riboflavin, vitamin A, B1, B2 và C cung cấp cho cơ thể. Không chỉ thế, rau mùi tàu cũng có đầy đủ chất dinh dưỡng gồm protein, chất béo và tinh bột. Theo y học cổ truyền, rau mùi tàu vị cay, hơi đắng, thơm, tính ấm, có tác dụng sơ phong thanh nhiệt, kiện tỳ, hành khí tiêu thủng, giảm đau, làm tan chất nhầy, giúp long đờm. Lý giải về cách chữa long đờm từ cây mùi tàu nhiều người đang áp dụng. Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hải, nguyên phó giám đốc trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết, bài thuốc này nếu thực hiện đúng cách sẽ phát huy tác dụng. Các thành phần trong mùi tàu gồm protein, glucid, cellulose, canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1 và vitamin C. Theo đông y, mùi tàu có vị cay đắng là cây thuốc lành tính, quy về kinh vị, kinh phế, có tác dụng tiêu phong, thanh nhiệt, kiện tỳ, trừ đàm. Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hải cho biết, mùi tàu có thể dùng chữa cảm cúm, ho đờm. Bệnh nhân bị ho có đờm do nhiều nguyên nhân, đờm thường ứ đọng bám dính trong đường hô hấp, gây khó thở và khó chịu. Theo kinh nghiệm đông y, người bệnh dùng mùi tàu để làm long đờm, tống phần đờm bám dính trong cổ họng ra. Bài thuốc này thực hiện như sau. Dùng 40g mùi tàu tươi, có thể để cả rễ, rửa sạch, thái nhỏ, cho 300ml nước đun sôi, chia hai lần, uống lúc nước ấm. Ngoài ra, theo tiến sĩ, mùi tàu cũng rất tốt cho những người bị cảm cúm. Người bệnh kết hợp 30-40g mùi tàu cùng 10g gừng, 40g ngải cứu, 15g cam thảo, 15g cúc tần, đun lấy nước uống để giảm các triệu chứng cảm cúm. Việc sử dụng lá mùi tàu cho bà bầu và trẻ em dưới 1 tuổi, tiến sĩ Ngô Quang Hải khuyến cáo. Với bà bầu, cần nghe theo tư vấn của bác sĩ dinh dưỡng trong giai đoạn này. Còn trẻ dưới 1 tuổi thì không nên dùng. Nhìn chung, để bài thuốc phù hợp với thể trạng của từng người thì người bệnh cần được kê đơn và tư vấn bởi bác sĩ chuyên môn. Cũng theo chuyên gia, ngoài tác dụng long đờm, chữa cảm cúm, mùi tàu còn hỗ trợ giảm viêm dạ dày, chướng bụng, buồn nôn, trị hôi miệng, chữa đau bụng, tiêu chảy. Rau mùi tàu là loại rau gia vị phổ biến trong mâm cơm của nhiều gia đình và cũng là một vị thuốc hữu ích. Tuy nhiên, người bệnh cần làm đúng phương pháp, cách uống thì mới có tác dụng. Việc lạm dụng, uống quá nhiều có thể làm phản tác dụng của bài thuốc. Cảm ơn bạn đã xem. Chúc bạn nhiều niềm vui, thành công trong cuộc sống.